Anh đi lăn kim laser đó, đi không rồi đọc từ từ cái đồng mới nói phương pháp mà đang bác sĩ đang làm á, nó hiệu quả hơn mà lăn kim. Người ta chia sẻ, người ta cái đầu thấy bác sĩ hiện trong nắng gieo cho ảnh. Trang hả? Ô, không, thì làm cái môi nha. Vaseline đúng không? Ừ.
cho nó đỡ khô môi. Rồi nó bong da là bình thường hết ha. Chống nắng kỹ, bôi thuốc đều, uống thuốc đủ là được. Cái gì thì quên, cái gì thì nhắn qua Zalo liền nha. Lấy sản phẩm ra hướng dẫn anh Trung bôi. Chịu khó bôi sản phẩm đi à? Đâu biết lặn đầu lắm. Mà nếu như lặn đầu thì tốt quá. Cái này mình tự lăn không bác sĩ? Bác sĩ nói như bác sĩ tự lăn gì nè. Mà thôi.